Bãi tư chính là của Việt Nam, Trung Quốc đang cố ý biến vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp. Đó là quan điểm của các nhà nghiên cứu tại buổi tọa đàm khoa học vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế do Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển và Viện Quản trị Doanh nghiệp, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hôm 6 tháng 10 tại Hà Nội. Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu khẳng định việc Trung Quốc ngang ngược nói là bãi tư chính thuộc chủ quyền của nước này là hoàn toàn vô căn cứ và Trung Quốc đang cố tình tạo sóng căng thẳng trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, hòng đổi trắng thay đen. Tại buổi tọa đàm hôm ngày 6 tháng 10, phần lớn các nhà nghiên cứu đều cho rằng sau vụ Philippines kiện Trung Quốc lên tòa trọng tài quốc tế hồi năm 2016, khi tòa trọng tài lúc ấy ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, việc Trung Quốc đưa nhóm tàu Hải Dương 8 liên tục xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam cho thấy những tính toán mới của nước này, đó là ý đồ biến vùng biển bãi tư chính thuộc chủ quyền của Việt Nam từ vùng không tranh chấp thành vùng có tranh chấp, tạo sóng căng thẳng trong vùng biển bãi tư chính thuộc chủ quyền của Việt Nam, hòng thực hiện những ý đồ xấu. Theo các nhà nghiên cứu, trước tham vọng bá chủ của Trung Quốc, các cơ chế luật pháp quốc tế cần được đề cao hơn nữa. Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định rằng, trước những hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, Việt Nam cần tiếp tục đưa vụ việc bãi tư chính lên án tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bởi điều 51 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định rõ, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc có quyền tự vệ trước những âm mưu xâm hại để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình. Và Liên Hợp Quốc sẽ có trách nhiệm thực thi các nguyên tắc của luật pháp quốc tế bảo vệ các quốc gia yếu thế. Báo điện tử Tầm nhìn sẽ trích đăng toàn bộ các ý kiến của các chuyên gia phát biểu trong buổi tọa đàm. Trân trọng mời quý độc giả quan tâm theo dõi.